Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin chi tiết. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc, đợt thiên tai này đã khiến hàng chục người dân nước này thiệt mạng và con số có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ, trong nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người, bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Tình hình đã thê thảm tới nỗi Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng. Quả thực, đối với một đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch COVID-19, trận thiên tai sẽ tiếp tục là một thảm họa gieo rắc nỗi khổ đau cho hàng triệu người Trung Quốc. Và lúc 4 giờ sáng thứ Ba, thành phố Trịnh Châu thông báo tin tức thảm khốc nhất từ trước đến nay của trận mưa bão. Trong số hơn 500 hành khách bị mắc kẹt trong chuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu, đã có 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Sự cố trên chuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu vẫn còn cần điều tra thêm. Theo thông tin mà giới truyền thông nhận được, trận mưa bão ở Trịnh Châu với cường độ quá lớn đã vượt quá tiêu chuẩn được thiết kế của tàu điện ngầm. Bức tường chắn lũ bị phá vỡ và nước tràn tới chỗ tàu điện ngầm. Trong thời gian ngắn, nước tràn vào các toa tàu, các hành khách tử vong nhiều khả năng bị ngạt và thiếu oxy. Trong tình hình khẩn cấp, lực lượng cứu hộ chưa kịp thời cứu nạn được do mưa lớn trên toàn tỉnh. Tuyến tàu điện ngầm số 5 buộc phải dừng lại do lũ, hành khách trải qua hơn 3 tiếng kinh hoàng bên trong tàu. Hành khách đã gọi điện thoại kêu cứu, nước lũ tràn vào xe đã ngập đến vai người lớn, những người trong xe thực sự hoảng sợ. Chuyến tàu số 5 đột ngột trở thành ranh giới giữa sự sống và cái chết. 12 người đã tử vong dưới lòng đất khi đang cố trở về nhà hoặc là cố đi tới nơi an toàn hơn. Báo cáo cho thấy tàu điện ngầm đã lắp hệ thống để ngăn chặn những trận mưa lớn và lũ lụt khắp Hà Nam và Trịnh Châu, nhưng thực tế cũng đã chứng minh rằng những nỗ lực phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai chỉ dựa vào nhân viên tàu điện ngầm làm việc theo ca là chưa đủ. Từ 16 giờ đến 17 giờ hôm thứ Hai, Giám đốc Bộ phận An ninh của Công ty Tàu điện ngầm Trịnh Châu Jiang Yutang đang mải bận rộn rút nước và đắp bờ. Mặt đường thành phố đột ngột lún sâu, mọi công tác chuẩn bị cứu hộ và những kết quả đạt được đều bị cuốn trôi ngay lập tức. Đầu giờ hôm thứ Ba, nhiều ga tàu điện ngầm bị mất điện khiến các máy bơm nước dọc tuyến đường không hoạt động. Các ga tàu điện ngầm này chỉ có thể yên lặng chờ lũ tự rút. Máy bơm đã được sử dụng hết công suất nhưng lượng nước đi vào là quá lớn, vượt xa công suất các máy bơm của chúng tôi, ông Jiang nói. Theo kế hoạch khẩn cấp quốc gia về các trường hợp khẩn cấp trong hoạt động vận tải đường sắt đô thị, vụ tai nạn lần này được xếp vào loại trường hợp khẩn cấp cao, chỉ sau đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, thông báo từ Trịnh Châu lúc 18 giờ ngày thứ Hai cho biết nước đã phá vỡ tường chắn và đi vào khu vực chính, khiến các chuyến tàu của tuyến tàu điện ngầm Trịnh Châu số 5 phải dừng lại lúc 19 giờ ngày thứ Hai. Một thông báo kêu cứu đã xuất hiện trên mạng xã hội Weibo, đó cũng là lúc Heisi, 34 tuổi, vội vã đến ga tàu điện ngầm đường Saku, vợ anh cũng bị mắc kẹt trên tàu. Anh cố tới đó để giải cứu vợ của mình, Heisi kể lại với phóng viên Southern Weekend rằng anh đã mất hơn một tiếng để tới ga tàu điện ngầm. Tôi đã khóc suốt quãng đường đi tìm cô ấy. Người vợ ở đầu dây bên kia cho rằng oxy ngày càng ít, không chống trụ nổi. Sau khi đến ga tàu điện ngầm, anh cố gắng đi vào bên trong nhưng bị nhân viên cứu hộ ngăn lại. Mãi cho đến khi Heisi cho nhân viên an ninh xem đoạn video và xác nhận người anh sẽ cứu nhân viên cứu hộ mới buông tay. Khi tới con tàu, Heisi nhận thấy rằng có quá ít người cứu hộ và cảnh sát cũng đang bận cứu hộ những người khác. Tôi đã đỡ lấy một người và đưa người đó ra ngoài. Ban đầu tôi nghĩ rằng người đàn ông trên lưng tôi ngất xỉu vì thiếu oxy. Nhưng một lúc sau khi cõng anh ấy thì tôi nhận ra rằng anh ấy không còn nữa. Từ lúc mắc kẹt là 18 giờ cho tới 21 giờ, do thiếu oxy trầm trọng, hầu hết mọi người đều nôn mửa, đau đầu và ngất đi. Tình trạng bên trong tàu rất khổ sở, cho đến 20 giờ 50 phút vẫn có hành khách kêu cứu trên mạng xã hội Weibo. Người này cho biết nước đã ngập đến đùi, tình hình nguy hiểm và có người bất tỉnh. Heisi cho rằng nguyên nhân dẫn đến các ca tử vong trong vụ tai nạn này là tình trạng thiếu oxy.
Người dân Trịnh Châu cho biết, đối với họ, tàu điện ngầm là hy vọng duy nhất có thể trở về nhà trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, vụ mưa lũ lớn chưa từng có lần này đã tạo ra sức nước vượt mức chịu đựng của hệ thống giao thông công cộng nói trên. Chuyên gia cho rằng, trận mưa nghìn năm có một này đã phá vỡ mọi dự đoán cho tình trạng xấu nhất và hệ thống tàu điện ngầm ở Trịnh Châu để xảy ra tai nạn không thể lường trước được. Vì sao Trịnh Châu hứng trận mưa nghìn năm có một? Nhiều người ở khu vực của tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung của Trung Quốc đang chìm trong nước lũ nghiêm trọng. Trong số này, thủ phủ Trịnh Châu gánh hậu quả nghiêm trọng nhất sau khi hứng chịu trận mưa lớn chưa từng có, mà cơ quan thời tiết của thành phố miêu tả là nghìn năm có một, theo Reuters. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa tích lũy đạt 622,7mm ở thủ phủ Trịnh Châu trong khoảng thời gian từ 2 giờ sáng thứ Hai đến 2 giờ sáng thứ Ba, gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố là 640,8mm. Trận mưa lũ khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, khoảng 100.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ, bao gồm binh lính và lính cứu hỏa, được điều động đến thành phố. Các sự kiện thời tiết cực đoan gần đây ở Trung Quốc, Bắc Mỹ và châu Âu đều là những lời cảnh tỉnh nhắc nhở mọi người về khủng hoảng biến đổi khí hậu. Liu Yuwan, nhà vận động năng lượng và khí hậu Đông Á của tổ chức Greenpeace nói, theo CGTN, một số yếu tố bao gồm áp suất khí quyển, bão và địa hình đã góp phần gây ra trận mưa như chút nước bất thường ở tỉnh. Trên biển Nhật Bản và phía Tây Bắc Trung Quốc, áp suất khí quyển cao lục địa duy trì ổn định. Điều kiện này kết hợp với áp suất khí quyển cao cận nhiệt đới ở Tây Thái Bình Dương đã dẫn đến tù đọng mưa ở phần trung tâm và phía Tây của Hà Nam. Hà Nam vào giữa tháng này nằm ở rìa của vùng áp suất cao cận nhiệt đới với sự bất ổn đối lưu có khả năng gây ra hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như mưa và dông. Theo CGTN, trong khi đó, cơn bão số 3 đang tiến đến tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, đẩy một lượng lớn hơi nước vào các khu vực lục địa của đất nước, góp phần làm trầm trọng thêm cơn mưa lớn ở tỉnh Hà Nam. Địa hình đặc biệt trong khu vực, chẳng hạn như núi Thái Hành và Phục Ngưu là một lý do khác. Luồng không khí khi va chạm, các ngọn núi sẽ hội tụ và bốc lên trên xung quanh khu vực, tạo nên mưa lớn tập trung và ổn định. Đối lưu Mesolocane cũng nhiều lần phát triển ở các khu vực miền núi và di chuyển về phía Trịnh Châu, dẫn đến mưa dữ dội và kéo dài. Chuyên gia Giang Ninh của Sở Khí tượng tỉnh Hà Nam cho biết, từ ngày thứ Tư đến ngày thứ Sáu, Hà Nam sẽ có các cơn dông bão phân tán nhưng không có mưa to trên quy mô lớn. Tại thành phố Lạc Dương của tỉnh Hà Nam, con đê Yehetan phía tây thành phố Trịnh Châu đã bị vỡ một đoạn khoảng 20m. Quân đội Trung Quốc cho biết con đập có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Ở Trịnh Châu vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ Ba, hồ chứa Quách Gia Trủy đã bị vỡ. Trong khi đó, mực nước tại hồ chứa Trường Giang và sông Giả Lỗ đều vượt mức báo động. Hàng chục hồ chứa đập khác cũng được cảnh báo là có nguy cơ vỡ hoặc sập. Trước đó, hai con đập ở thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc bị vỡ vào chiều ngày thứ Bảy. Trong đợt lũ năm ngoái, Trung Quốc chứng kiến hàng loạt vụ vỡ đê đập. Đoạn đê dài khoảng 50m trên sông Dương Tử, đoạn đi qua huyện Phiên Dương, tỉnh Giang Tây bị vỡ vào ngày thứ Tư tuần trước đó sau nhiều ngày mưa lũ lớn khiến 9.000 dân phải sơ tán. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm Chủ nhật vừa qua đưa tin rằng toàn huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây đã có 14 đê bao xuất hiện tình trạng vỡ, bao gồm 2 đê lớn. Tại huyện Lư Giang, An Huy, khoảng 50m đê Sidawe bị vỡ vào hôm thứ Tư tuần này do mưa lớn liên tục khiến mực nước hồ Sào Hồ dâng cao. 2,4 km đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc, được ghi nhận bị biến dạng nhẹ vào hôm thứ Bảy vừa qua, khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn chạm kỷ lục 63.000 mét khối trên một giây. Cuối tháng này, đập này ghi nhận mực nước cao 164,2m, trong khi mức nước tối đa mà hồ chứa có thể tiếp nhận là 175m. Theo ông Michael Oslin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hoover, Đại học Stanford, Mỹ, nếu đập Tam Hiệp bị sập, nó sẽ có sức công phá như thảm họa Chernobyl. Giống như các đợt nắng nóng gần đây ở Mỹ và Canada và lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Âu, trận mưa lũ ở Trung Quốc gần như chắc chắn có liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu, theo các nhà khoa học nói với Reuters. Mưa lớn kéo dài và lũ lụt bất thường ở Tây Âu vào giữa tháng này gây ra trận lũ tồi tệ nhất trong vòng 200 năm ở Đức và ảnh hưởng nặng đến Bỉ và Hà Lan. Trận lũ lụt khiến gần 200 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích và mất nhà cửa. Moscow, Nga cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong 120 năm với 34,7 độ C. Tại Mỹ và Canada, đợt nắng nóng kỷ lục bắt đầu từ cuối tháng trước được cho là đã khiến trăm người thiệt mạng. Sóng nhiệt kèm khô hạn kéo dài cũng gây ra cháy rừng lớn ở cả hai nước.
mùa màng ở Bangladesh bị hủy hoại, nhiều ngôi làng ở Honduras bị săn phẳng, các khu đảo nhỏ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ vì nước biển dâng cao. Trung Quốc bị ngập lụt nghiêm trọng hàng năm, gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, trong những năm qua, hệ quả mà nó để lại ngày càng nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa nhanh. Khi càng nhiều bê tông bao phủ mặt đất, nguy cơ ngập úng càng tăng. Indian Express, Benjamin Houghton, giám đốc đài quan sát trái đất của Singapore nói rằng với sự ấm lên toàn cầu, bầu khí quyển của trái đất giữ nhiều độ ẩm hơn, dẫn đến những trận mưa như chút nước. Theo Lee Su, nhà phân tích khí hậu của tổ chức Greenpeace, lũ lụt gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Trung Quốc rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang thực sự xảy ra ở đây, theo AFP đưa tin. Biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như sóng nhiệt và lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn, gây chết người nhiều hơn trong 20 năm qua. Johnny Chan, giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học thành phố Hồng Kông thì phân tích trên Reuters rằng điểm chung ở đây rõ ràng là hiện tượng nóng lên toàn cầu. Những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy có thể sẽ trở nên thường xuyên hơn trong tương lai. Điều cần thiết là các cấp chính quyền thành phố, tỉnh và quốc gia phải phát triển chiến lược để thích ứng với những thay đổi đó, ông Chan nói. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc ở tin mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên tin mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!